cả ngàn chuyến bay bị hủy và chậm chỉ trong 10 ngày. Bất chấp chỉ thị của người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, riêng trong ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2014, ít nhất 2 chuyến bay cất cánh chậm vì trăm ngàn lý do. Báo Thanh Niên cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific định cất cánh từ Sài Gòn khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 16 tháng 7 để đến Hà Nội đã bị chậm hơn 1 tiếng đồng hồ vì lý do an toàn. Theo cuộc điều tra ban đầu, nguyên nhân được biết khi máy bay lăn bánh ra đường băng, chuẩn bị cất cánh thì hệ thống máy tính báo hiệu có khói trong khoang hành lý. Phi công buộc phải đưa máy bay trở lại chỗ đậu, chuyển hết hành khách trở lại vào khu vực sân bay ngồi chờ. Cuộc tìm kiếm nguyên nhân khiến máy bay cháy bị kích hoạt cho thấy có một lông chim bám vào hệ thống cảm biến trong khoang hành lý. Chuyến máy bay bị chậm trễ đã làm ảnh hưởng một loạt các chuyến bay dây chuyền tiếp theo. Khoảng 8 giờ đêm ngày 15 tháng 7 trước đó, một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines cũng đã cất cánh chậm hơn 1 tiếng đồng hồ vì một hành khách yêu cầu được xuống máy bay đột ngột. Sự kiện bất thường chưa từng có đã xảy ra trên chiếc máy bay dự tính rời phi trường Nội Bài, Hà Nội khoảng 8 giờ tối để vào Sài Gòn. Thực tế trên cho thấy, ngành hàng không Việt Nam có trăm ngàn lý do để chậm, hủy các chuyến bay. Theo báo mạng VN Express, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 7 năm 2014, có đến 1.100 chuyến bay ở Việt Nam bị chậm hoặc hủy chuyến, chiếm tỷ lệ 23%. VN Express cho rằng, tình hình trì trệ trong hoạt động hàng không Việt Nam đã không được cải thiện.